Mày xem đi. Anh em như chân như tay. Trong lúc ngồi đây lo nghĩ cách kết nối anh ta với gia đình thì anh ta lại đi hẹn hò hú hí, quàng vai bá cổ. Mày bình tĩnh đã xem nào. Anh ấy đi với cả nhóm bạn, chứ không phải đi riêng với ai đâu mà mình ghen được. Từ từ để khoai nát nhừ à? Mày đừng để người ta qua mặt mày như thế. Để tao. Ơ. Thế còn người yêu? Như quần áo ấy, hợp thì mặc, không thì thay. Thôi, bỏ đi. Thôi cái gì mà thôi. Đã thế cứ việc trần truồng mà sống, ok. Bạn gái này có vẻ ưa thích chủ đề khỏa thân ấy. Táo bạo ghê. Bạn gì ơi, bạn đã có quần áo chưa? Bọn vô duyên, định đánh nó hồi đồng chứ gì. Theo mày, tao có nên rồi coi tiếp không? Thôi, hạ hỏa đi. Một mình mày, làm sao mà đôi co lại được. Nói chỉ thêm thiệt thân thôi. Cách tốt nhất bây giờ là im lặng. Tao sẽ nói việc này với anh Tú. Cái đứa vừa comment vào ảnh cả nhóm mà tao đăng ấy. Là người yêu mày đúng không? Trông mặt nghi lắm. Thôi rồi, chối cái gì. Thật. Có phải giới thiệu để anh em còn biết. Than thiên. Nghe mùi là đang có vẻ là hơi ghen đấy. Đúng rồi. Mùi này không bình thường đâu. Ông phải nghĩ cách đi. Than thiên. Anh em giúp đỡ nhau. Có việc thì về đi, đứa em gì? Đùa. Lại đuổi. Anh em giúp đỡ nhau, nghĩ cách cho nhau. Còn ông đuổi thì thôi, anh em tôi đi về. Đuổi thì thôi đi về vậy. Linh Trinh ơi, về thôi, có người đuổi rồi. Thôi về đây. Bye bye. Khi anh em một tuần phải gặp nhau một lần, chứ một quý như này chúng ta là không biết chuyện đâu. Tuần sau gặp nhau tiếp. Tháng sau nhớ kể đấy nha. Tuần sau. Ok. Thế hai đứa về nhá, hai đứa về cẩn thận nhá. Tuần sau gặp lại nha. Tuần sau. Tôi về đây Linh ơi. Về không hay ngồi đây chim tiếp? Về nhở? Thế thôi. Ê! Cũng quất đồ này. Ly. Thế tao bảo. Mày nhắn tin hẹn chàng đấy à? Mày còn chối á? Mày phải cảm ơn tao chứ. Tao cho mày cơ hội làm lành với em Trang còn gì. Mày cảm ơn tao đi. Cảm ơn cái đầu nhà mày ý. Mày tự hẹn thì tự đi mà gặp. Tao không liên quan. Tại sao mày khoác vào tay tao? Rồi mà mày nói với em Trang là tao cầm điện thoại của mày nhắn tin cho em ý thì làm sao mà tao nói chuyện với em ý được nữa. Đúng không? Không. Thôi đi đi, coi như nể mặt tao. Em ý nhắn tin trước rồi còn gì. Muốn làm lành rồi còn gì, mày gặp đi. Mày là đàn ông mà. Em ý là con gái, em đã làm lành rồi. Mày phải gặp em ý đi chứ. Gặp đi, gặp đi, gặp. Bỏ ra. Ai làm đi mà chịu. Tốt nhất mày đừng động vào người tao nữa, tao không thích. Đi. Nhưng mà đi đi mà. Đi. Gặp em mới đi mà. Đi mà. Đi mà. Đi mà. Đi mà. Đi. Đi. Đi mà. Ủa? Mày bị làm sao đây? Tao đi được chưa? Đi nhóc. Điên mất rồi. Đi tự bắt xe buýt về nhá. Đi cẩn thận nhá. Đi nhô. Cơm, đang nghiện rồi còn ngại.